Xin chào quý vị, chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì cuối tuần em lại đóng hàng để gửi về Việt Nam. Thì có rất là nhiều món đồ mà anh chị cô chú đã tin tưởng đặt hàng bên Viết Phú, như là các cái khoản như giày Adidas chính hãng này. Đây là một giày nữ 36, đây rất là đẹp, 36 37. Dây lưng Visa, đồng hồ. Hôm nay em sẽ review đến quý vị anh chị cô chú mã đồng hồ Seiko 5. Seiko 5 này thì cái này một cái mã đồng hồ rất là đẹp và nhiều anh chị có nhu cầu. Cái này là một khách hàng quen thuộc của em trên Bắc Ninh, anh có đặt hàng, anh cũng mua của em khá là nhiều đồ như là nồi cơm cao tần Rogirushi này, thực phẩm chức năng này, rồi dầu cá thứ, rồi đầu tiên cũng là đồng hồ đấy. Thì đây là cái đồng hồ thứ hai anh mua bên em, nhưng mà các nhiều các món khác thì visa làm bằng da bò thật chế tác này của hãng sản xuất là Mura Nhật Bản này. Mura Nhật Bản thì sản xuất da rất nổi tiếng, bọc trong cái này màu đen, sản xuất thì tại India ấy, sản xuất tại nhà máy ở Ấn Độ. Giá nên biết là gần 9 sen, 9 sen là tương đương 1,8 triệu đồng. Em săn sale thì về Việt Nam là 900.000 nha quý vị, 900.000 một cái visa này. Ở đây thì dây lưng này cũng là một sản phẩm của Rope Tokyo này. Cái này cũng là da bò thật chế tác quý vị nhé. Màu này là màu yellow, yellow 2. Màu này là nâu nâu yellow nhỉ. Cái này thì cũng là một sản phẩm mà giảm giá. Cái này em bán về Việt Nam là 450.000. Đấy, thì nó cũng giảm hơn 50% rồi. Ngoài ra các sản phẩm khác như là hầu khi nào em cũng có khách nhé. Sản phẩm chức năng bộ thật mà đáng dương này. Cái này một khách em đóng mấy hộp trong kìa. Đây là một cái hộp bé rất là nhiều, cái hộp to của em rất nhiều hàng cuộn kiện nhỏ trong này. Đây là loa, đây là cái mọc này là sức khỏe này. Đây, cái khi cả tuyết thì cho trẻ con này, bổ sung vitamin D, vitamin K, vitamin C và sắt, canxi. Đấy, cho bổ sung chiều cao để xương cân nặng, đấy, có hình cân xương. Đây, một loại này thì 140 g pha 14 lần, một lần 10 g. Giá thì 180.000 về Việt Nam, mà giá cũng khá 180.000, rất là rẻ đấy. Cô nhà em vẫn dùng cái này bên này, bên Japan nha quý vị ạ. Và những cái hàng này là những hàng mới hết. Chỉ một cái bộ loa vi tính Bose Component 3 Series 2 này là loa hàng cũ mua quầy đồ điện tử thôi. Em có review trên kênh ạ. Thì hôm nay thì em sẽ review đến quý vị anh chị cô chú mẫu đồng hồ Seiko 5 này. Thì đi theo thì có hộp này, hộp và giấy hướng dẫn sử dụng, rồi giấy giới thiệu cũng như là cái warranty, cái tem bảo hành của gì đây bao dùng nữa. Cái này thì người ta gửi cho em là vào ngày mùng 9 tháng 4 2022 nha quý vị nhé. Có tem ngày gửi đàng hoàng nghĩa là bảo hành 1 năm, thì bảo hành ở nội địa thôi. Đây warranty Japan này, bảo hành nội địa 1 năm nha quý vị. Thì mình mua hàng thì sách sách tay, và nhiều lúc mình chấp nhận là nó một số mã nó bảo hành ở toàn thế giới, không phải toàn thế giới nhưng mà có nhiều chi nhánh ở các nước thì được, còn nhiều cái sản phẩm nó chỉ bảo hành nội địa thôi. Đây là cái mẫu sản phẩm Seiko em giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú ngày hôm nay, Seiko 5 Sport Made in Japan, chống nước 100 m. Mã sản phẩm đấy ạ. Mã sản phẩm thì là SNZZ031. SNZZ031 nhé. Này thì là sản xuất tại Made in Japan nha quý vị nhé. Máy của nó là máy Cô 7S 36 mà là máy cơ automatic. Có 23 dây 23 đá này. Hay Việt Nam mình hay gọi là 23 chân kính. Đấy thì chống nước là water resistant 100 m, bơi lội thoải mái, bơi lặn thoải mái. Cái khung thì bằng làm thép không gỉ, phía sau thì lộ máy, và phía sau thông tin thì vẫn là như các sản phẩm bên Japan của Seiko khác, có logo Seiko dưới dòng. Dưới đây thì ở phía mặt sau sẽ có ghi là Made in Japan, thép không gỉ warranty, water resistant 13 100 m, logo Seiko, máy là 7S36 đấy, Made in Japan, stainless steel. Và cái sản phẩm này thì ở góc 12 giờ thì có logo Seiko 5 nha quý vị. Ở các cái mũi tên ở các cái số này thì đều có cái phản quang, thì ban đêm có thể nhìn giờ một cách thoải mái.
các cái đầu kim giờ phút giây cũng thế, tí thì em sẽ tắt cái điện đây cho vị cùng coi. Và 3 giờ thì có thứ và ngày. Đấy, 6 giờ thì có automatic 23 chân kính, 23 đá đấy. 100 m resistance water. Made in Japan ở dưới. Thì cái vòng benzen của sản phẩm này thì cũng thấy được. Đây, và xoay được trên vòng benzen này thì có bốn phương tám hướng đây, north south này, đấy, west này, thì đông tây nam bắc. Tại đây có các cái hướng khác là bắc đông bắc rồi đông nam s gì bắc nam bắc rồi đông tây đấy, đông tây nam bắc rồi tây bắc đông nam đấy, bốn phương và tám hướng nha quý vị. Đấy, kiểu vậy, như kiểu là bàn đấy, cái rất chắc chắn. Các cái khâu bên viền benzen này thì sẽ làm giãn cách ở đây là dày, và thế này nó sẽ là theo hình cưa, răng cưa thì nhìn rất là chắc chắn. Sản phẩm này thì giá niêm yết của cái sản phẩm này ở bên Nhật này thì nó cũng tùy vào cái shop này, tùy vào thời điểm này. Nhưng mà cái hàng săn sale của em thì hiện tại thì nó săn sale được hơn hơn 30%. Thì giá về Việt Nam em bán là hơn 4 triệu rưỡi một chút thôi. Đấy. Thế là quý vị anh chị quan chủ nào có nhu cầu mua sản phẩm máy tính Japan Seiko NSJ03J1 nha quý vị nhé. Đấy. Máy cơ automatic 23 chân kính water resistant 100 m. Mà giá hợp lý thì hãy liên hệ với Phú qua Zalo ở trên màn hình và cái Facebook cũng như là cái Zalo em có để dưới phần mô tả của video. Đấy thì quý vị có thể tham khảo ở trên và trên cái trang fanpage Facebook em có để link kèm ấy, thì có rất nhiều các sản phẩm khác, Seiko 5 Sport hoặc là Citizen, các sản phẩm đồng hồ của Nhật khác như Kentech hay là Orient rất là nhiều. Đấy thì ngoài ra các phẩm chức năng rồi loa đài thứ thì em vẫn đang xưa này, thì quý vị có thể tham khảo tại trang fanpage của Viết Phú. Đây, có rất nhiều sản phẩm trên đấy. Thì em sẽ tắt cái đèn với cái dạ quang này, xem nó tắt đèn này, xem cái dạ quang này cho quý vị cùng cùng xem cho dễ. Em sẽ rễ nét vào đây. Đây quý vị có thể thấy được là ngày đêm này quý vị có thể thấy được cái dạ quang ở kim giờ phút giây. Đấy, đó là tiện lợi. Đấy, thì em xin review ngắn cho quý vị anh chị của chú cái mã đồng hồ này. Thì em xin chấm dứt video tại đây. Em cảm ơn quý vị anh chị của chú đã tin tưởng ủng hộ cái Phú trong suốt 4 năm gần 4 năm ở bên Nhật này. Thì tiếp tục trong các thời gian tới em vẫn tiếp tục cố gắng gửi các sản phẩm chính hãng Nhật Bản về cho quý vị anh chị cô chú để sử dụng. Đấy, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.